Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trường Nhật Phượng. Đoàn đã đến thăm và trao 50 phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng một phần cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Liêm và Lạc An. Đây là hai địa phương vùng xa của huyện Bắc Tân Uyên. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi chúc Tết động viên bà con không ngừng phấn đấu nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Phấn khởi và cảm ơn lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương giúp đỡ gia đình hộ nghèo của chúng tôi được vui vẻ cái Tết. Ban Kinh tế Ngân sách thì hôm nay cũng có chút quà gửi đến những cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì cũng mong muốn là chia sẻ đến bà con những cái khó khăn và cũng mong muốn bà con có được cái Tết đầm ấm. Bình Dương đang tập trung công tác chăm lo Tết. Cùng với nguồn ngân sách, các cấp ngành địa phương cũng huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ chăm lo Tết chu đáo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sáng 18 tháng 1, Hội Doanh nghiệp huyện Phú Giáo tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết sum vầy, tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chương trình đã trao 200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm cho công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ kinh phí do các doanh nghiệp hội viên, hội doanh nghiệp huyện đóng góp. Qua các hoạt động chăm lo của các cấp ngành trong dịp Tết Nguyên Đán, đã góp phần giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được đón một cái Tết vui tươi và đầm ấm hơn.